Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món thịt viên chiên cùng với nước sốt tương cà, ăn cùng với rau salad rất là ngon luôn nha các bạn. Mình cùng vào bếp nhé. Nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị cho mình: 400g thịt xay nha các bạn. Thịt xay này có vừa lạc vừa mỡ luôn nha. Có hành băm, tiêu, 2 thìa hạt nêm cờ no, 1 thìa đường, nửa thìa bột ngọt, 1 quả trứng gà, 3 thìa tương cà và 1 thìa tương ớt nha các bạn. Để tí mình làm phần nước sốt. Bây giờ mình sẽ đi ướp phần thịt nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây 1 thìa hành băm, 1 thìa tiêu, 2 thìa hạt nêm cờ no, 1 thìa đường và nửa thìa bột ngọt nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây 1 thìa dầu ăn nữa nha. Phần trứng gà thì mình sẽ đập ra cái chén, sau đó mình lọc, mình chỉ lấy phần nồng trắng thôi nha các bạn. Mình sẽ cho nồng trắng trứng gà vào. Bây giờ mình sẽ trộn đều hỗn hợp thịt của mình lên và mình sẽ ướp trong vòng 20 phút nha. Đợi phần thịt của mình ướp xong nó thấm gia vị rồi, mình sẽ nặn nha các bạn. Mình sẽ nặn thịt ra thành từng viên nhỏ. Và bây giờ mình sẽ cho viên thịt của mình lên chiên. Mình sẽ cho chảo lên bếp và mình cho dầu ăn vào, đợi cho dầu sôi. Mình sẽ thả từng viên thịt vào, mình chiên nha các bạn. Mình sẽ chiên cho phần thịt viên của mình nó vàng đều hai mặt nha các bạn. Phần thịt viên của mình đã vàng các bạn. Các bạn lưu ý là mình sẽ lật cho nó vàng đều luôn nha. Và mình đã vớt ra dĩa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ làm phần nước sốt. Mình sẽ cho vào đây 1 thìa dầu ăn và 1 thìa dầu điều nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây 3 thìa tương cà. Một thìa tương ớt. Mình sẽ cho vào đây 1 thìa đường. Và 1 thìa hạt nêm cờ no nha các bạn. Và mình sẽ cho thêm vào đây 1 ít nước nữa nha. Mình quậy phần hỗn hợp này lên. Và mình sẽ đun phần hỗn hợp này cho nó sôi lên nha các bạn. Phần hỗn hợp của mình đã sôi rồi các bạn. Nó có độ kẹo kẹo nha. Bây giờ mình sẽ thả thịt viên vào. Lúc này mình sẽ cho nửa nhỏ thôi nha các bạn. Cho nửa niêu riêu thôi. Mình sẽ để cho phần thịt viên của mình nó thấm đều cái mặt nước sốt này nha. Phần thịt viên của mình đã thấm đều rồi các bạn nè. Nước sốt của mình rất sệt sệt, nó kẹo lại nhìn rất là ngon và hấp dẫn nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Và mình sẽ múc ra dĩa. Mình sẽ dùng 1 ít rau salad nha các bạn. Mình nót rau salad xuống dưới và mình cho phần thịt viên chiên. Và mình sẽ tưới lên đây 1 ít nước sốt nữa các bạn. Phần thịt viên chiên của mình ăn cùng với rau salad nữa rất là ngon nha các bạn. Nước sốt đó là vừa đậm vừa phải, đậm đậm ngọt ngọt, ăn cùng với thịt viên của mình rất là ngon luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn nhớ hãy làm thử nha.